Tiếp nối chương trình, anh chị kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Trần Văn đăng trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với tựa đề Thật và Giả. Tuần này, có ba sự kiện riêng biệt được người sử dụng mạng xã hội Việt ngữ thảo luận và nếu đặt cả ba bên cạnh nhau thì chắc hẳn sẽ ngẫm được vài điều. Sự kiện thứ nhất, Liên Hiệp Quốc tổ chức xem xét tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền của Nga sau khi có bằng chứng cho thấy lính Nga thảm sát thường dân tại Ukraine và Việt Nam là một trong 24 quốc gia bỏ phiếu chống. Sự kiện thứ hai, chính quyền thành phố Hội An ra lệnh cho công an truy tìm một cô gái để nhắc nhở vì cô ta ăn mặc hở hang trong lúc ngồi thuyền thả hoa đăng trên sông Hoài và có một số người không đồng tình với tấm ảnh chụp tại cảnh này. Sự kiện thứ ba là bà Phan Thị Thanh Thúy, nhà thơ có bút danh Dạ Thảo Phương, tố cáo đích danh phó tổng biên tập báo văn nghệ, đồng thời là ủy viên ban chấp hành hội nhà văn Việt Nam, từng cưỡng hiếp bà vào năm 2000. Trong ba sự kiện vừa kể, sự kiện thứ ba là sự kiện gây nhiều tranh cãi nhất. Một số người chê bà Thúy xới lại câu chuyện đã 23 năm, một số người nghi ngờ đó là một âm mưu vì hội nhà văn vốn dĩ là nơi đấu đá phức tạp, nhưng cũng có không ít người đồng tình với bà Thúy. Ví dụ như Vũ Yến viết sáng nay mình hủy kết bạn với một đồng nghiệp cũ, một người từng là sếp nho nhỏ của mình ở một cơ quan cũ. Vì trong câu chuyện về một người phụ nữ sau 23 năm mới tố cáo một người lạm dụng tình dục nhiều năm, anh này nói ý là sau 23 năm giờ mới tố, rồi chưa chắc ai mới là thủ phạm, rồi có những cái không phải dạng vừa. Vì đàn ông và cả phụ nữ vẫn có suy nghĩ như thế này nên nhiều cô gái dù bị lạm dụng tình dục cũng không dám lên tiếng. Không phải phụ nữ nhưng Đinh Đức Hoàng cũng có cùng suy nghĩ tương tự như Vũ Yến là nhà thơ nữ nói rằng chị muốn tố cáo vì chị đọc được các bình luận trong những vụ bạo lực tình dục gần đây, những bình luận tấn công nạn nhân và chính là loại dư luận đã làm nên nhân vật 23 năm trước không dám lên tiếng. Nó làm chị đau lòng và cảm thấy cần lên tiếng. Khoan bàn đến sự thật, hãy nói về tính hợp lý đó là một mệnh đề mà tôi hiểu, vì tôi cũng ngột ngạt khi đọc được, nghe được những bình phẩm về nạn nhân của bạo lực tình dục gần đây. Những luận điểm theo cái kiểu con này thật ra cũng là loại hay là lúc đầu toàn tự nguyện xong đến lúc cơm không lành canh không ngọt thì mới tố cáo, hoặc là làm gì có ai hiếp được chẳng qua là thế này thế kia và kinh tởm hơn nữa và có thể bạn không nhận ra cái u nhọt này ở trong não của mình là trong các vụ việc mà kẻ bị tố cáo có địa vị chính trị rất hay có luận điểm con này gài bẫy gài bẫy chứ vì từ đầu sao vào phòng với người ta hay đồng thuận đi hát karaoke với ông kia vì chẳng qua là chuyện đấu đá chính trị ấy mà vì thích thì gào to lên lúc đấy là được chứ sao phải đợi đến bây giờ mới tố và vì căn bản là các bạn biết con mẹ nó hết về cuộc đời rồi làm gì có tình huống nào mà làm khó được các bạn các bạn có bao giờ biết chịu nhục trước cường quyền là cái gì đâu nhưng các bạn không nhận ra rằng ngay thời điểm mà các bạn hạ thấp những cô gái này trong cái hệ quy chiếu với quyền lực tiền bạc nam tính ngay cái thời điểm mà bạn bình phẩm con này gài bẫy ấy mà đấy thì chính bạn cũng đã tôn thờ cường quyền đến mức ngu muội chính bạn nói với bản thân có cái gì trên đời quan trọng bằng tiền và quyền đâu đầu tao lúc này chỉ nghĩ đến tiền và quyền của ông kia thôi chứ không có nghĩ được cái gì khác chúng mày ạ à. đây là gài bẫy và chỉ có thể là gài bẫy mà thôi luận điểm này chính là bằng chứng cho thấy chúng ta có thể hèn hạ đến mức độ nào khi nghĩ về quyền lực tôi cầu khẩn mọi người nghĩ lại về cái cách ứng xử với những người tố cáo tấn công tình dục bạn hỏi rằng tại sao những người bị lạm dụng bị tấn công không có tố cáo ngay vì bầu không khí chung của xã hội vẫn đang sẵn sàng ném vào mặt một người phụ nữ cái thứ giọng điệu cái kiểu mà chẳng qua là hay là con này cũng là loại người ta có quyền sợ chứ và thật ra họ rất nên sợ thứ dư luận này đáng sợ đến mức nếu có ai đó khuyên nhau thôi nhịn nhục mà sống tiếp thì cũng không hẳn là lời khuyên sai. Làm ơn đi, nghĩ kỹ một chút và nhận ra rằng ngay ở trong đầu mình đây này, ngay cả khi bạn là nữ giới vẫn còn định kiến giới, vẫn còn cái tư tưởng nhìn phụ nữ từ trên xuống và nghĩ cũng phải như nào thì thằng kia mới thế. Bạn có quyền khách quan và nói thẳng ra lời tố cáo này với tôi không đáng tin, nó chỉ là cáo buộc và ủng hộ nguyên tắc suy đoán vô tội cho anh kia nhưng khách quan không đồng nghĩa với việc bình phẩm và không đồng nghĩa với việc tấn công nạn nhân. Từ sự kiện thứ hai và sự kiện thứ ba đó, thưa quý vị, tác giả Khanh Nguyễn cho rằng câu chuyện về một tay tài xế được cất nhắc trở thành cai phó của báo văn nghệ trong quá trình hãnh tiếng. Hắn đã cưỡng bức một nữ nhà văn trẻ suốt nhiều năm, có vẻ lọt thỏm trên báo chí nhà nước Việt Nam cũng như trên công luận của mạng xã hội. Trước đó ít ngày, câu chuyện một nữ người mẫu nước ngoài đến Hội An chụp hình để lộ đồ lót thì chỉ trong vài tiếng đồng hồ được cả hệ thống báo chí sùng sục điên cuồng như là tổ quốc bị xúc phạm, đám đông bị dẫn dắt cũng điên cuồng góp lời vào chửi rủa không chán. Thậm chí công an lập tức vào cuộc để truy tìm như một vụ án hình sự thực sự. Vậy mà câu chuyện của một trí thức Việt Nam bị cả một đám người nhân danh trí thức bao che tội ác và thỏa hiệp bóp méo sự kiện suốt trong nhiều năm trời thì không thấy có một cuộc điều tra nào từ báo chí đến công an. Vụ án này là phần cặn bã đáng được phơi bày trong hệ thống phân phối quyền lực trong xã hội Việt Nam. Không có chỗ đứng cho trí thức mà chỉ có chỗ cho một tay lái xe rất biểu trưng, trở thành lãnh đạo chỉ vì kẻ này biết vâng lời và giỏi làm dân phòng kiểm duyệt chữ nghĩa. Và từ đó quyền lực phát sinh tỷ lệ thuận với thú tính được bảo bọc. Đây không phải là lần đầu tiên, năm 2013, một trong những vụ án ép bán dâm nổi tiếng từ một hiệu trưởng trường trung học ở Hà Giang là Sầm Đức Sương, mà những kẻ mua dâm là các quan chức lại được giấu tên, nhưng những cô gái nhỏ, học trò nhỏ, vị thanh niên thì lại bị hài tên và bị đưa đầy đủ hình ảnh lên. Đó chỉ là một trong những câu chuyện khác chìm nổi trên khắp đất nước này trong thời kỳ phát triển rực rỡ hôm nay. Nhà văn nữ bị cưỡng bức nhiều năm, bị vu oan, bị ép nhận là chuyện tình cảm riêng tư để xóa bỏ tội ác. Cô ấy không phải là người vô danh, cô ấy là một cái tên quen thuộc trong xã hội văn chương Việt Nam. Nhưng cô ấy còn bị vùi dập đến như vậy thì hãy tự hỏi, còn những người không có nổi tiếng, không có tiếng nói khác thì họ sẽ như thế nào? Hội phụ nữ, hội nhà văn, hội nhà báo và tất cả những thứ đoàn thể có thể liên quan khác sao lại cầm như hết? Hay họ cũng là những nạn nhân bị cưỡng bức suốt bao nhiêu năm nay nhưng lại không đủ dũng cảm để lên tiếng chống lại? Đối với sự kiện thứ hai, tờ báo lao động đã lên tiếng với câu hỏi là tựa của một bài viết ngắn Truy tìm cô gái ăn mặc hở hang trên sông Hoài để làm gì, thưa ông Hưng? ông Hưng mà tờ Lao động đề cập là Tống Quốc Hưng, trưởng phòng văn hóa và thông tin thành phố Hội An, người tuyên bố với báo giới rằng trong khu phố cổ du khách không được ăn mặc hở mông như thế này. Các quan chức các cơ quan chức năng đang truy tìm chỗ ở của nữ du khách để nhắc nhở. Còn đối với sự kiện thứ ba đó, nếu mà đọc đơn tố cáo của bà Thúy thì ắt ai cũng có thể thấy trong câu chuyện mà bà là nạn nhân có rất nhiều nhân chứng cũng đã có những nỗ lực nhưng cuối cùng nạn nhân vẫn phải ngậm đắng nuốt cay sự kiện thứ hai và sự kiện thứ ba sẽ giúp hiểu hơn tại sao lại có sự kiện thứ nhất tại sao chính quyền việt nam lại dùng lá phiếu của họ để chống lại cái việc loại bỏ nga ra khỏi hội đồng nhân quyền liên hiệp quốc vì thảm sát thường dân ở ukraine làm ra vẻ chẳng bao giờ là thực chất trong nhận thức của những viên chức lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam, thường dân tại Ukraine cũng chẳng khác gì thường dân tại xứ sở có hình chữ S. Nhân quyền hay phẩm giá chỉ là cái thứ mà thỉnh thoảng một số viên chức hữu trách lại nhắc, đó là được ăn no mặc ấm, hạnh phúc, dân chủ theo định hướng. Và thật, chỉ có như thế mà thôi. Vừa rồi là bài viết của tác giả Trần Văn. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau.